Hòn đá phu thê nằm ẩn mình giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng là minh chứng cho tình yêu son sắt và lòng dũng cảm hy sinh của chàng trai chàng và cô gái mươm. Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa cặp vợ chồng nghèo khổ sống ở buôn Đa Nhìn, ước ao có con nhưng mãi không thành. Một ngày họ vào rừng tìm măng, bỗng nghe tiếng hổ gầm. Sau đó một con hổ xuất hiện, cắp theo một đứa trẻ sơ sinh. Thay vì ăn thịt, con hổ đã đứa trẻ lên tảng đá trước mặt hai vợ chồng, rồi lặng lẽ bỏ đi. Hai người mang đứa trẻ về nuôi, đặt tên là Chàng. Chàng lớn lên khỏe mạnh, tài giỏi, yêu cô gái đẹp nhất buôn, là Mươm. Nhưng khi gia đình Chàng đưa ra lời thách cưới quá cao, Mươm và Chàng quyết định bỏ vào rừng lập nghiệp. Một năm sau, lũ lụt ập đến, cuốn trôi nhà cửa, tài sản của người dân. Chàng dũng cảm chặn lòng lũ bằng chính thân mình. Mươm cũng lao xuống sông để cùng Chàng chống chọi với thiên tai. Cuối cùng họ hóa thành hai tảng đá vững chắc, được người dân đặt tên là Lú Mươm. Phu thê thì mình phiên dịch còn tiếng phổ thông, còn gọi cái tiếng dân chỗ địa bàn thôn Đánh Một thì gọi cái này là đá lú 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 Chàng Mươm. Là Chàng Mươm là hai vợ chồng. Chàng Mươm thì là ông chồng, còn Mươm thì là vợ. Bà con ở đây á cũng gìn giữ cái hòn đá, tại vì nhờ cái hòn đá này mới là cái chỗ buôn hiện tại đang ở cũng có làm ăn. Thì riêng những người mà yêu nhau mà không có, những người mà không có chồng á mà lên trong này thì thành là có chồng, có vợ. Đấy cũng là nghe ông bà tổ tiên nó kể là. Hòn đá phu thê là biểu tượng cho tình yêu bất diệt, lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả của Chàng và Mươm. Du khách đến đây thường đặt tay lên hòn đá, cầu mong sức khỏe, sắc đẹp, hạnh phúc và lòng thủy chung. Đây không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn, mà còn là nơi giúp chúng ta ghi nhớ và trân trọng những giá trị nhân văn cao đẹp của con người.